năm 93 thì cháu tôi chuyển nhượng cho tôi các giấy tờ chuyển nhượng, ủy ban xã đều địa bàn cán bộ địa chính đều xuống đo đất cho tôi, có chủ tịch phó chủ tịch xuống để làm việc mà đo đất cho tôi làm nhà. Đến năm 2002 thì do làm thủy điện Tuyên Quang thì nhà nước lên đo đạc kiểm kê nhà gia đình nhà tôi. Đến năm 2006 thì nước ngập mênh mông, tôi không còn chỗ ở nữa mà ủy ban xã Yên Hoa không lập danh sách cho nhà tôi về để xin đất. Thì tôi cũng không biết kêu đâu, kêu mãi kêu bao năm nay thì họ cũng trả lời cho tôi là giấy tờ không hợp pháp. Thế giấy tờ không hợp pháp thì bây giờ dẫn chứng cụ thể là chủ tịch xã Yên Hoa và cán bộ địa chính xã Yên Hoa ra làm chứng. Và cuộc họp đối thoại 28 tháng 8 vừa rồi là do ủy ban huyện mời các ban bệ ra làm. Khi mà dẫn chứng cụ thể có rồi thì đồng chí Vũ lại bảo là xã làm sai quy định pháp luật. Thì cũng là ban di dân trả lời cho tôi là giấy tờ không hợp pháp. Khi tôi diễn giải giấy tờ hợp pháp rồi, có cả thuế, đóng thuế hàng năm có đầy đủ hết, thì người ta lại bảo là ủy ban xã cấp sai. Thì cấp sai thì các nhà đều là tạm giao hết thôi. Họ bảo là bây giờ tạm giao là không có cơ sở xem xét để giải quyết đất cho. Bây giờ chỉ khi nào có đấu giá nhà nước thì tôi được tham gia đấu giá nhà nước. Thế cái đấu giá nhà nước này cũng không nói ngày nào tháng nào thì được tham gia. Nhưng mà tôi so bì với các hộ, mới đầu tôi làm đơn thì bảo là tạm trú không được. Thế tạm trú thì với luật đất đai, luật tạm trú thì có gì liên quan với nhau? Ví dụ như là ông Nhanh, ông Thừa, ông Thiền, bà Trung thì những người này cũng tạm trú được đất hết rồi, được cấp đất hết rồi, nhưng tôi lại không được. Bây giờ tôi quay về hỏi cái tạm trú đều được hết rồi, lại bảo là nhà tôi là thế nọ mới thế kia, không có mặt. Thì không có mặt tại sao lại nhập khẩu cho nhà tôi, 206 vẫn nhập khẩu vào đây, lại vào xóa hộ khẩu nhà tôi thì vì lý do gì mà lại như thế? Tôi đề nghị cấp trên là giải quyết xử lý, sai thì sửa mà thiếu thì làm bù cho nhà tôi, là cho gia đình tôi có một mảnh đất ở tại xã Yên Hoa và chế độ đền bù như những hộ gia đình khác. Nông chuyển về đây từ năm 2000 rồi. Nhà cửa tôi làm từ năm 2000. Sau khi là có thủy điện Na Hang thì năm 2002 thì được kiểm kê, nhà tôi được kiểm kê hết, nhưng mà tại sao nhà tôi không được hưởng những nhà khác, và những nhà khác còn cao hơn nhà tôi vẫn được đây. Đấy vẫn được. Nhà tôi thấp hơn này không được. Cho cấp trên xem lại đi. Đấy cũng nhìn thấy nhà tôi ấy, bây giờ nhà tôi như thế này này. Thì mọi người ai cũng thấy hết. Bây giờ chợ là nước ngập thì lên trên đấy rồi, lên trên kia rồi. Bây giờ là tôi thì dân tôi buôn bán, bây giờ là tôi xa chợ không biết buôn biết bán, bây giờ tôi phải đi ở lang thang thuê này, xong là ở tạm bợ trên đấy, là sinh hoạt là nước uống không có này, giếng nước giếng không có này, hàng xóm thì bây giờ không có nữa. Bây giờ chúng tôi gia đình tôi cực kỳ là hoàn cảnh, bây giờ ở đây là tôi phải hàng xóm không có, ốm đau không ai trông cậy, tôi phải để di chuyển, để thuê tôi đi vay mượn về để mà đi lên trên kia để mà mua một mảnh đất để ở trên để theo cùng hàng xóm ấy. Lý do họ không hỗ trợ là người ta trả lời là bây giờ là không có sổ hộ khẩu, không có sổ hộ khẩu cho nên họ không đền bù cho đâu.